Quốc hội thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đồng ý phương án về hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần. Quốc hội đã thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó đa số, các đại biểu bỏ phiếu tán thành với phương án cho phép người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội được phép rút bảo hiểm xã hội một lần như quy định hiện hành với những người tham gia sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, bị cấm rút bảo hiểm xã hội một lần. Sáng ngày 29 tháng 6, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi với 454 trên 465 đại biểu tán thành. Luật vừa được Quốc hội thông qua gồm 11 chương với 141 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến quy định về trường hợp người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Dự thảo luật đưa ra hai phương án. Phương án 1, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, dự kiến ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau 12 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện và thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được rút bảo hiểm xã hội một lần. Sau thời gian luật có hiệu lực thi hành sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần nữa. Phương án 2, sau 12 tháng người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được rút bảo hiểm xã hội một lần, nhưng không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tự túc. Thời gian còn lại được bảo lưu để tiếp tục tham gia khi có điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh cho hay tại phiên thảo luận ở hội trường, có 18 đại biểu lựa chọn phương án 1, 7 đại biểu lựa chọn phương án 2, 5 đại biểu đề xuất phương án khác, do còn có ý kiến khác nhau. Để bảo đảm dân chủ và trách nhiệm, ngày 18 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về nội dung này, bà Nguyễn Thúy Anh cho hay. Kết quả cho thấy có 355 trên 487 đại biểu cho ý kiến, trong đó có 310 trên 355 đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ 87,32%, số đại biểu cho ý kiến và bằng 63,66% tổng số đại biểu Quốc hội lựa chọn phương án 1. Có 38 trên 355 đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ 10,7%, số đại biểu cho ý kiến và bằng 7,8% tổng số đại biểu Quốc hội lựa chọn phương án 2. Ngoài ra, có 7 trên 355 đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ 1,97% đại biểu cho ý kiến, 1,64% tổng số đại biểu Quốc hội không lựa chọn một trong hai phương án mà đề xuất phương án khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật theo phương án 1 là phương án được đa số đại biểu Quốc hội lựa chọn và đây cũng là phương án chính phủ ưu tiên lựa chọn khi trình Quốc hội tại kỳ họp. Thứ 6, theo bà Nguyễn Thúy Anh, nêu quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thúy Anh cho rằng phương án được đa số đại biểu lựa chọn cũng là phương án có nhiều ưu điểm hơn. Cụ thể, bảo đảm tính kế thừa quy định hiện hành, không làm ảnh hưởng nhiều đến gần 18 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội nên sẽ hạn chế gây xáo trộn trong xã hội. Phương án này thể chế hóa đúng tinh thần của nghị quyết 28 của Trung ương là giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí và hạn chế được tình trạng một người tham gia bảo hiểm xã hội có nhiều lần hưởng bảo hiểm xã hội một lần thời gian qua. Quy định như dự thảo cũng hướng tới tiếp cận theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế về bảo hiểm xã hội và góp phần thích ứng với tốc độ già hóa dân số rất nhanh hiện nay ở nước ta. Về lâu dài, người tham gia mới sẽ chỉ còn hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong một số trường hợp đặc biệt nên sẽ góp phần gia tăng số người ở lại hệ thống để được thụ hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội từ chính, quá trình tích lũy khi tham gia bảo hiểm xã hội của mình và giảm gánh nặng cho cả xã hội. Ngân sách nhà nước sau này ưu tiên cân đối nguồn lực để thực hiện các chính sách, chế độ mang tính chất bảo trợ xã hội. Tuy có quy định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không mong muốn người lao động yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động cần tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để bảo đảm an sinh xã hội lâu dài, bà Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết sức lưu ý chính phủ trong thời gian tới cần phải có giải pháp căn cơ, lâu dài để hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội gặp khó khăn trước mắt trong cuộc sống như có chính sách tín dụng phù hợp. Đồng thời, tiếp tục ra soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm để duy trì ổn định việc làm, thu nhập, tư vấn, kết nối, hướng nghiệp, đào tạo, chuyển nghề để người lao động có việc làm bền vững. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị chính phủ đẩy mạnh các giải pháp về truyền thông để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng và những bất lợi khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cùng với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội của cơ quan quản lý nhà nước, của tổ chức thực hiện chính sách. Sáng nay, ngày 29 tháng 6,
Quốc hội biểu quyết thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, việc tăng lương và bế mạc kỳ họp thứ 7. Sau gần 27 ngày làm việc, sáng nay, ngày 29 tháng 6, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nhiều dự thảo luật, nghị quyết, trong đó có nội dung thực hiện cải cách tiền lương, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và bế mạc kỳ họp thứ 7. Chương trình làm việc cụ thể hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai số 31/2024/QH 15, luật nhà ở số 27/2023/QH 15, luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH 15, luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH 15, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH 15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc. Hôm qua, ngày 28 tháng 9, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 27 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua luật thủ đô sửa đổi bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau. Có 462 đại biểu tán thành bằng 95,06% tổng số đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Chân Thành, Bình Phước. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau. Có 464 đại biểu tán thành bằng 95,47% tổng số đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau. Có 463 đại biểu tán thành bằng 95,27% tổng số đại biểu Quốc hội. Sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật địa chất và khoáng sản. Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.